Xin chào mọi người, hôm nay mình sẽ giới thiệu cho mọi người về các mẫu than nhôm Jenny chính hãng do công ty Haidu của chúng mình phân phối tại thị trường Việt Nam. Hiện tại thì mình đang ngồi trên than nhôm bay bằng, nhìn rất là chắc chắn luôn, trong đó nó nhỏ gọn, nó chỉ có 3,3 kg thôi, và những người phụ nữ, những người mẹ nội trợ có thể dễ dàng sử dụng nó để làm những công việc nhà. Cái tay cầm thì làm bằng mút xốp rất là nhẹ nhàng và rất là êm tay, mình có thể để lên trên vai như thế này để di chuyển tới những nơi mà mình muốn sử dụng. Một điểm đặc biệt của than nhôm Jenny là các bề mặt của các mặt than được làm bằng các hợp kim nhôm cao cấp, và ở trên bề mặt thì nó được làm các lớp ma sát để tăng cái độ bám dính cho chân. Khi các bạn đi chân trần làm mang vớ thì cũng sẽ bám rất là chắc chắn, không bị trơn trượt. Một điểm đặc biệt nữa đó chính là bốn đế của than nhôm được bọc cao su chống trượt, và ở phía dưới cái bốn đế thì nó cũng có các lớp ma sát để làm tăng độ bám dính với bề mặt sàn nhà. Và đây là một điểm rất là khác biệt, đó là phía dưới mỗi cái bậc thang nó sẽ có một cái thân hợp kim nhôm để tăng cái sức chịu lực của thang. Ngoài ra thì như các bạn cũng thấy là mình bên cạnh có các thân sắt giúp tăng cái sức chịu lực. Và bây giờ mình sẽ bước lên thang, thao tác trên thang. Cái khoảng cách giữa các bậc thang được nhà thiết kế vô cùng tinh tế, đặc biệt thiết kế là khoảng cách giữa các bậc thang nó phù hợp với bước chân của mọi lứa tuổi. Và cái độ chịu tải trọng của thang là tới 120 kg. Bây giờ mình sẽ bắt đầu một cái lực rất là mạnh lên trên thang và các bạn quan sát nhé. Mặc dù là tác động một cái lực rất mạnh nhưng mà như các bạn nhìn thấy thì thang nó cũng không bị nghiêng hay là bị nóc méo gì cả. Do đó là các bạn yên tâm sử dụng. Và khi nếu như mà mình không sử dụng nữa thì mình có thể xếp lại và cắm nó là một nên nào đó ở trong ngôi nhà của mình rất là nhỏ gọn, và thang được làm một cái màu cam rất là nổi bật cho nên là dễ tìm kiếm. Và ngoài ra nếu như đối với những nhà có cái trần cao hoặc là các bạn muốn thực hiện những thao tác ở trên cao thì mình ở đây sẽ có cái mẫu của thang 4 bậc, 5 bậc và 6 bậc phù hợp với từng nhà và điều kiện gì của mọi người. Và nếu các bạn thích thang nhôm Jenny thì có thể đặt hàng trên Lazada, Tiki, Shopee và trên Facebook của Haidu VN. Xin chào.